Nói chung là tiếc. Khi mà đứng ở dưới ao thì cũng rất là buồn. Nhưng mà luôn luôn động viên bản thân là phải cố gắng. Thưa quý vị và các bạn, trên tay tôi đang là một bộ sản phẩm ngọc trai và điều đặc biệt là những sản phẩm này không đến từ những mảnh đất nổi tiếng về ngọc trai như là Phú Quốc hay là Nha Trang mà chúng lại đến từ mảnh đất cố đô Ninh Bình. Những sản phẩm này có gì đặc biệt? Ai là người sáng chế ra chúng? Và trong chương trình Nông Dân Mới ngày hôm nay thì hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu về những sản phẩm ngọc trai đến từ đất Ninh Bình. Tên mình là Nguyễn Cao Cầu, mình sinh năm 95 và mình đến từ Ninh Bình. Hiện nay thì mình đang có một trang trại nuôi trai lấy ngọc nước ngọt, có quy mô khoảng 3 hectare mặt nước. Mỗi năm thì mình nuôi từ 5 cho đến 10 vạn trai. Khi học đại học thì mình cũng có tìm hiểu thì một số ngành nghề và mình cũng đi được cũng khá là nhiều nơi. Thì mình thấy là cái tiềm năng ngành nông nghiệp của Việt Nam thì rất là tốt. Mình thấy là ở Ninh Bình thì cái con trai nó khá là nhiều. Và mình được tìm hiểu về ngành nuôi trai ở một người ở địa phương. Và mình thấy là cái ngành nghề này có thể phát triển mạnh được. Nên là mình đã quyết tâm là về Ninh Bình và khởi nghiệp với ngành nuôi trai đấy. Vòng ngọc trai, nhẫn ngọc trai hay những đôi bông tai được thiết kế tỉ mỉ, cẩn thận với đủ màu sắc, kích cỡ khác nhau. Chúng là thành quả của hành trình 6 năm bắt trai nhả ngọc của Nguyễn Cao Cầu, chàng trai 28 tuổi đến từ mảnh đất cố đô Ninh Bình. Đam mê với những viên ngọc trai khi đang là sinh viên năm thứ tư Đại học Xây dựng, cậu thanh niên Nguyễn Cao Cầu đã ấp ủ mô hình nuôi trai lấy ngọc trong môi trường nước ngọt khi một lần tình cờ xem truyền hình. Nhận thấy lợi thế quê hương là vùng chiêm trũng, lại có nhiều trai, Cầu đã quyết tâm tìm một địa điểm để nuôi trai lấy ngọc thích hợp. Sau một thời gian lặn lội tìm kiếm địa thế, Cầu đã tìm được vị trí nuôi trai thuận lợi. Mình bắt đầu khởi nghiệp từ năm 2017, lúc đấy là mình đang học đại học năm thứ tư. Thì mình bắt đầu mình tìm hiểu, mình đi khắp nơi ở Ninh Bình, đi các con sông. Có một cái đặc điểm rất hay ở cái khúc sông này, đó là cái lượng trai mà ở ngoài sông nó đã có sẵn và nó rất là nhiều. Con sông này là con sông Vạc, nó nối với sông Sào Khê ở Tràng An Bái Đính. Nên là cái mức độ bảo tồn của con sông này thì nó đang là tốt. Còn có một cái đặc điểm riêng của con sông này, tầm 60 cây nữa thì nó sẽ ra biển. Nên là ở con sông này nó sẽ có độ mặn cao hơn một chút so với những con sông khác. Nên là khi độ mặn cao thì nó sẽ cho được những viên ngọc đẹp vì nó có nhiều độ khoáng chất hơn. Nói là làm, Cầu thuyết phục gia đình hỗ trợ vốn bước đầu khởi nghiệp. Nơi Cầu chọn nuôi trai là một mảnh đất sình lầy nằm bên con sông Vạc thuộc xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Hơn 4 tỷ đồng đã được đầu tư cho các công trình đắp ao, xây nhà xưởng. Khoảng thời gian đó, trùng thời điểm, Cầu đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Có những lúc Cầu đã có ý định bỏ ngang việc học để tiếp tục theo đuổi đam mê nuôi trai lấy ngọc của mình. Gia đình lăn tăn bảo là bây giờ thì đang học như này thì đi làm sao? Thì em nó có bảo rằng là thôi con cứ vừa học vừa đi học nốt cái đại học rồi con thi tốt nghiệp. Thế nên khi cháu nó thi tốt nghiệp xong thì cũng gia đình cũng hỏi là bây giờ là con là con đam mê về cái công việc này thì bố mẹ cho con làm cái nghề này, cái còn thì cái nghề xây dựng thì con gửi lại bằng cho mẹ. Sau khi tốt nghiệp đại học, Cầu dốc toàn sức lực cho trang trại nuôi trai của mình. Thời điểm đầu,
cầu nuôi khoảng 5 vạn con trai. Để có thể cho ra được viên ngọc đẹp, đắt giá, đòi hỏi những quy trình nghiêm ngặt. Vốn là một người ngoại đạo, Nguyễn Cao Cầu đã gặp phải không ít thất bại trong 2 năm đầu tiên. Ước tính 2 tỷ đồng đã thiệt hại do thiếu kỹ thuật nuôi. Vì nuôi trai lấy ngọc là nước ngọt của mình, là mình cấy nhân. Nên là kỹ thuật cấy nhân là một trong những cái kỹ thuật khó. Thì mình chưa, thời gian ban đầu là mình chưa nắm được kỹ thuật. Nên là chưa làm ra được những viên ngọc đẹp. Lúc đấy thì cũng rất là buồn. Vì khi mà mình ngồi mình cấy từng con trai một, mình nuôi dưỡng. Rồi khi đến lúc mà kiểm tra trai thì khi nhấc lên thì trai chết hết. Khi mà đứng ở dưới ao thì cũng rất là buồn. Nhưng mà luôn luôn động viên bản thân là phải cố gắng. Lúc đấy thì cũng động viên con thôi, cái gì làm phải kiên trì, nhẫn nại thì mới làm được lên sự nghiệp. Vâng thưa quý vị, trên khúc sông này hàng vạn con trai đã phải đổ bỏ, tương đương với 1,5 tỷ đồng cho đến 2 tỷ đồng cũng đã đổ bỏ xuống con sông này. Và Nguyễn Cao Cầu đã phải làm gì để trả giá cho những thất bại của mình? Vấp ngã ở đâu, đứng lên ở đó. Câu khẩu hiệu cùng sự động viên của gia đình đã là động lực để Nguyễn Cao Cầu tiếp tục hành trình bắt trai, nhả ngọc. Để có thể khắc phục hiện tượng trai chết hàng loạt sau khi nuôi cấy, Cầu đã tìm đến những người nuôi trai, đồng thời học thêm về thủy sản để tránh những sai lầm trước đó. Khi mà nuôi với mật độ ít, ví dụ 1-2 nghìn con thì sẽ không xảy ra hiện tượng chết. Nhưng mà khi nuôi với mật độ lớn thì bắt đầu là nguồn thức ăn bị sụt giảm. Nên là trai sẽ bị đói và chết. Nên là mình đã bắt đầu khắc phục và mình tìm ra được cách cải tạo nguồn nước để cho lượng thức ăn nó dồi dào hơn. Để mình có thể mình nuôi được với mật độ lớn. Khi đã khắc phục được hiện tượng trai chết do mật độ nuôi dày, Cầu tiếp tục gặp phải khó khăn khi những viên ngọc trai không được như ý muốn. Một viên ngọc trai đẹp phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố như màu sắc, kích cỡ, độ dày lớp vỏ xà cừ, độ tròn của viên ngọc. Thế nhưng, những viên ngọc trai không phải lúc nào cũng đạt được theo ý muốn của Cầu. Để có thể cho ra được viên ngọc có nhiều màu sắc, thay vì chỉ có màu nguyên bản là màu nâu vàng, Cầu đã mày mò phương pháp cấy ghép tế bào. Trước tiên, Cầu sử dụng loại trai cóc có vỏ dày, tiến hành cắt tỉa rồi bào tròn, bào mịn để làm nhân nuôi cấy trai. Khi đã ra được những viên nhân tròn, trắng, mịn, Cầu tiếp tục sử dụng tế bào của con trai xanh để tiến hành cấy ghép. Việc cắt tế bào con trai xanh đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận vì đây là công đoạn quan trọng để hình thành nên những viên ngọc trai tròn đều. Làm cho viên ngọc đẹp hay xấu là nhờ việc tay thợ cắt tế bào. Thì mình phải cắt làm sao cho tế bào thật là sạch chân và thật là vuông. Thì khi mình cấy vào thì nó sẽ bọc đều viên nhân thì mới tạo ra được một viên ngọc tròn và đẹp. Sau khi tiến hành cắt tế bào, Cầu sẽ nhỏ những giọt hóa chất vào lớp tế bào để giữ cho tế bào của con trai xanh sống sót được trong suốt quá trình cấy ghép. Con trai đen cánh dẹt được lựa chọn làm con trai mẹ để đưa vào cấy ghép. Thao tác tách mở lớp vỏ được Cầu tiến hành một cách nhanh chóng, cẩn thận. Bởi nếu sơ ý, trai có thể sẽ bị chết do thối hai cơ tách vỏ trên thân trai. Những viên nhân sau khi được bào tròn từ lớp vỏ xa cư của con trai cóc sẽ được cấy vào lớp màng của con trai mẹ. Viên nhân sẽ bao trọn tế bào của con trai xanh để trong quá trình nuôi, con trai sẽ tạo ra lớp vỏ xa cư nhiều màu sắc nhờ quá trình cấy ghép tế bào. Mình sẽ sử dụng hai loại tế bào là tế bào của con trai xanh và hoặc tế bào của con trai đen. Tế bào của con trai đen thì nó sẽ ra được màu vàng đồng, màu tím huế và màu tím đậm và màu hồng. Còn tế bào con trai xanh thì nó sẽ ra được màu trắng phớt hồng và màu hơi xám. Trong kỹ thuật này thì yêu cầu lớn nhất là vị trí cấy và tế bào nó phải ôm lấy viên nhân thì nó mới hình thành nó được ngọc. Vị trí cấy phải đúng điểm cấy ở trong con trai thì tốc độ phát triển ngọc nó sẽ nhanh. Nếu mà mình cấy sai vị trí thì nó sẽ dễ bị bục túi tạo ngọc và làm cho viên ngọc nó sẽ phát triển chậm. Trai sau khi được cấy ghép sẽ được thả về sông để tiến hành nuôi dưỡng.
Sau 2 năm, những con trai sẽ cho thu hoạch. Cầu cũng phân từng khu nuôi riêng biệt để tiến hành thu hoạch khi con trai đã đạt được thời gian nuôi từ 2 đến 3 năm. Đây là những con trai đã đến ngày thu hoạch ngọc. Cầu sẽ tiến hành cắt lớp vỏ, tách trai và nặn ngọc. Mỗi con trai sẽ cho ra ít nhất từ 1 đến 2 viên ngọc. Những viên ngọc tròn, bóng, sáng được bọc lớp vỏ sa cừ được xem là đã nuôi cấy thành công. Những viên ngọc méo hoặc lớp vỏ sa cừ không bọc vào lớp nhân sẽ bị hỏng. Tỷ lệ này cũng chiếm từ 10 đến 20% khi thu hoạch ngọc. Như nếu mà ngọc tự nhiên thì sẽ là ngọc phát triển tự nhiên, không có định hình hình dáng. Thì sẽ là những viên ngọc méo và tỷ lệ ngọc tròn rất là hiếm. Nhưng mà mình định hình được hình dáng của viên ngọc thì và kích thước của viên ngọc thì mình sẽ tạo ra được những viên ngọc tròn đẹp. Những viên ngọc thành phẩm sẽ được cầu phân loại theo độ tròn, méo, lớp dày vỏ sa cừ để có cơ sở định giá cho những viên ngọc. Giá mỗi viên ngọc tùy theo kích cỡ, màu sắc, độ tròn, độ sáng. Cầu bán với giá thành từ vài trăm nghìn cho đến cả vài triệu đồng mỗi viên ngọc. Để có đầu ra cho những viên ngọc, thời gian đầu, cầu đã đi chào hàng ở khắp các thị trường ưa chuộng ngọc. Một số chuyên gia Nhật sang và chia sẻ kinh nghiệm. Thì khi đó người ta nói với mình là bạn hãy làm thật nhiều ngọc đi và đừng bao giờ sợ là không bán được. Mình đã đi Sài Gòn rồi mình cũng chào hàng một số khách nước ngoài thì được đánh giá là ngọc đẹp, nhưng mà mình khởi nghiệp vào thời điểm mà đúng đợt dịch Covid nên là nó sẽ có những cái khó khăn vì vấn đề đi lại. Bên cạnh việc bán ngọc thô, cầu cũng tự mày mò chế tác thành các sản phẩm vòng cổ, vòng tay, bông tai theo nhu cầu của từng khách hàng. Nếu như trước đây, ngọc trai thường chỉ dành cho phụ nữ trung niên với kích cỡ viên ngọc lớn. Để đa dạng nhu cầu sử dụng, đặc biệt hướng tới đối tượng là các bạn trẻ, cầu đã sử dụng các loại ngọc có kích cỡ nhỏ, màu sắc bắt mắt như hồng, tím, vàng để tạo ra sản phẩm hấp dẫn thị hiếu khách hàng trẻ. Cầu cũng tận dụng mạng xã hội Facebook để quảng bá sản phẩm của mình tới các khách hàng. Từ trước đến nay người ta chỉ nghĩ là ngọc trai chỉ dành cho các mẹ, các bà, những người trung tuổi, những người có tiền. Nhưng mà mình làm ra những viên ngọc mà bây giờ mà mình muốn hướng tới khách hàng là những người trẻ, những người trung niên. Nghĩa là mọi lứa tuổi đều có thể sử dụng ngọc trai. Và không chỉ là nữ giới dùng mà kể cả nam giới cũng có thể dùng được ngọc trai. Một trong những thị trường tiềm năng mà cầu hướng tới đó là phục vụ du khách trong và ngoài nước khi ghé thăm Ninh Bình. Một con đường nối từ điểm du lịch Tam Cốc Bích Động chạy dọc theo dòng sông Vạc qua trang trại nuôi cấy ngọc trai của cầu đang được xây dựng. Nơi đây sẽ là tuyến điểm du lịch đạp xe và cầu đang tiếp tục cho ra mắt nhiều sản phẩm hơn nữa để phục vụ du khách được trải nghiệm quy trình nuôi trai lấy ngọc, bổ trai và tự lựa chọn sản phẩm yêu thích cho bản thân. Và hiện tại thì mình cũng đang làm việc ở địa phương, các ban ngành để quảng bá cái ngành nuôi trai lấy ngọc này ở Ninh Bình. Và cái định hướng của mình là sẽ là xây dựng về du lịch trải nghiệm. Nghĩa là mình sẽ đến trang trại, mình sẽ tham quan trang trại, mình được bổ ngọc, xem ngọc trực tiếp và sẽ mua những viên ngọc tại trang trại của mình. Đam mê với ngọc, cùng với đó là sự quyết tâm, ham học hỏi đã giúp cho hành trình 6 năm đầy gian truân của chàng trai trẻ Nguyễn Cao Cầu đạt được những bước tiến quan trọng. Đến nay, Cầu cho thu đều ngọc tại trang trại, doanh thu mỗi năm đạt được từ 1 đến 1,5 tỷ đồng với khoảng 5 đến 10 vạn viên ngọc. Chàng thanh niên trẻ cũng mong muốn được chia sẻ hành trình nuôi ngọc với các bạn trẻ để đưa ngọc Việt đi xa hơn nữa. Mình không chỉ bán ở Việt Nam mà mình có thể mình bán ở toàn thế giới. Mình mong là cái ngọc Việt có thể đi xa hơn được nữa, có thể đi được khắp thế giới.